Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phương Đông TV. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt tuần qua, trên các tờ báo chuyên ngành quân sự nước ngoài, đặc biệt là của Trung Quốc và Mỹ, đang diễn ra một cuộc tranh luận rất sôi nổi về chủ đề nên xếp kiểu tên lửa có cánh nào của Nga vào loại tên lửa khủng khiếp nhất. Ứng cử viên hàng đầu được các chuyên gia đề xuất phong danh hiệu loại vũ khí giết người đáng sợ nhất là P-700 Granit đã luống tuổi của Nga Kiểu tên lửa có cánh này có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 2,5m, mang đầu tác chiến nặng 750kg, tầm bắn là 600km. Tên lửa P-700 này đã từng có thời gian được lắp đầu tác chiến hạt nhân. Chính nó là tiền thân của các bầy tên lửa thông minh. Khi được phóng loạt, những kiểu tên lửa này vừa bay vừa trao đổi thông tin với nhau, phân mục tiêu cho từng tên lửa để tấn công, và chúng thường tập trung ưu tiên những tàu lớn nhất trong đội hình tác chiến của đối phương. Các chuyên gia nước ngoài cũng đề xuất thêm cả P-800 Onis. Đây là kiểu tên lửa trẻ hơn. Nó được đưa vào trang bị vào đầu những năm 1980 của thế kỷ trước. Tốc độ của tên lửa này lớn hơn P-700, cả khi bay ở độ cao lớn là 2,6m và cả khi bay cực thấp. Cự ly bắn so với P-700 là tương đương nhau, đều cùng là 600km. Trong lượng đầu tác chiến là 300kg. Tên lửa này có khả năng kháng nhiễu rất xuất sắc khả năng giữ bí mật tuyệt vời vì khi bay đến gần mục tiêu thì nó sẽ hạ độ cao xuống còn 10 đến 15 mét. Tên lửa Onyx có kích thước và trọng lượng thì nhỏ hơn Granite và vì vậy không chỉ có phiên bản phóng từ tàu biển mà còn có cả phiên bản phóng từ máy bay. Nhiệt độ của các cuộc tranh luận như đã nói ở trên cao đến nỗi mà nguyên tư lệnh hàm đội Baltic, hải quân Nga, đô đốc Vladimir Baluyev cũng đã phải vào cuộc can thiệp. Ông này tuyên bố thẳng rằng tên lửa Granite đã là của quá khứ tên lửa chống hạm tốt nhất của Nga hiện nay là Kalib. Vì Kalib có tầm bắn kỷ lục, các phương tiện phòng không hiện có gần như không thể đánh chặn được nó. Tạp chí Military Watch của Mỹ, chuyên phân tích các vấn đề về quân sự, đã hoàn toàn đồng ý với ý kiến của vị đô đốc Nga nói trên. Tuy nhiên, Military Watch đã xem xét tên lửa này từ một góc độ hơi khác một chút. Kalib, đó là một dòng tên lửa có cánh phóng từ biển. Chúng được trang bị cho cả các tàu ngầm tấn công, các tàu mặt nước cỡ lớn và cả các tàu tên lửa cỡ nhỏ. Song tên lửa này có các tên lửa như sau: 3M54 được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên biển, cự ly bắn lên tới là 500 km, tốc độ cận âm, nhưng ở pha cuối quỹ đạo bay, tên lửa tăng tốc lên 3M. Thứ hai là 3M14, được sử dụng để tấn công các mục tiêu mặt đất, cự ly bắn là 2600 km, tốc độ là cận âm. 9R91 và 9R92, đó là các tên lửa ngư lôi được thiết kế để tiêu diệt các tàu ngầm trong lượng đầu tác chiến của dòng tên lửa Kalibr giao động từ khoảng hai trăm đến bốn trăm năm mươi có phiên bản trang bị đầu đạn hạt nhân cho tên lửa ba m 14 tên lửa tốc độ cao ba m năm không làm Military Watch lo sợ, bởi vì tên lửa tầm xa ba m 14 khủng khiếp hơn nhiều. Tạp chí Military Watch đã lưu ý độc giả rằng đây không chỉ là kiểu vũ khí đã có trong trang bị của hải quân nga từ cách đây tương đối lâu, mà nó còn là kiểu vũ khí đã qua thử lửa trong các điều kiện tác chiến thực sự. Cụ thể là tại Syria. Vào năm 2015, 26 quả tên lửa 3M14 được phóng từ biển Caspian sau khi vượt qua một khoảng cách không gian rất lớn, đã đánh trúng các mục tiêu định trước tại Raqqa, Elip và Aleppo trên lãnh thổ Syria. Tên lửa 3M14 và còn cả tên lửa phóng từ máy bay KH-101 đều có tầm bắn lớn và độ chính xác cao như vậy. KH-101 cũng đã chứng minh được các tính năng kỹ chiến thuật ưu việt của mình và cũng là tại Syria tờ Military Watch cũng ghi nhận rằng Khalid đã được sử dụng rất thành công trong cuộc chiến chống quân khủng bố vào cuối năm ngoái. Khi đó, các lần phóng đều được thực hiện từ biển Địa Trung Hải và từ hai tàu nổi và một tàu ngầm dự án Vasa Vienka. Đồng thời, các kinh nghiệm tích lũy được từ những lần phóng tên lửa Khalid tại Syria nói trên đã giúp cho các kỹ sư Nga khải tiến hoàn thiện tên lửa để gia tăng hiệu quả tác chiến. Tên lửa đã được hiện đại hóa lần một và kết quả là độ chính xác tăng lên rất đáng kể. Còn nếu như nói về biến thể chống hạm 3M54 thì phải nói thêm là vào đầu những năm thập niên 20 này sẽ xuất hiện một tên lửa mới có các tính năng vượt trội đáng kể, đó là tên lửa chống hạm siêu thanh Zikron, Kiểu tên lửa đã được các kỹ sư của tập đoàn khoa học công nghiệp chế tạo máy Rustop nâng tốc độ lên tới 8M. Đó sẽ là kiểu tên lửa lý tưởng vì tất cả các hệ thống phòng thủ chống tên lửa hiện có và sẽ có trong tương lai đều bất lực trước nó. Tuy vậy dù có thế thì tên lửa 3M54 vẫn sẽ không bị mất đi tầm quan trọng của chính mình. Đó là vì một lý do vô cùng đơn giản. Nó rẻ hơn rất nhiều so với Zikron. Rất cần thiết phải đưa ra một nhận định nữa rằng cơ ly bắn lớn và độ chính xác cao đấy không phải đã là tất cả các ưu điểm của tên lửa 3M14. Những tên lửa 3M54 còn có khả năng trọc thủng hệ thống phòng thủ chống tên lửa của đối phương. Chúng gần như là vô hình đối với radar của các tổ hợp tên lửa phòng không vì khi bay vào khu vực nguy hiểm, chúng hạ độ cao xuống chỉ còn 5 mét hoặc là thậm chí là dưới 1 mét. Trong trường hợp bị phát hiện, tên lửa bắt đầu thực hiện các động tác cơ động khiến tên lửa đánh chặn nó bị bất lực. Trong trường hợp dù nó có bị mất một đầu tự dẫn radar chủ động khóa mục tiêu, cũng không dễ làm cho nó đi chạy hướng, bởi vì các hệ thống điện tử của tên lửa 3M14 có khả năng kháng nhiễu rất tốt. Có nghĩa là, nói nôm na, tên lửa chờ trước các tín hiệu phát từ các phương tiện tác chiến điện tử của đối phương. Và đến đây thì Military Watch đã đề cập đến một chủ đề cực nóng hiện nay, hiệp ước INF hết hiệu lực. Trước đây, khi INF còn hiệu lực, các tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 km đến 5.500 km bị đặt ngoài vòng pháp luật. Nhưng giờ thì đã khác. Sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi INF vì những lý do ngụy tạo, nước Nga không nghi ngờ gì nữa chắc chắn sẽ bắt đầu chế tạo các tên lửa tầm trung và tầm ngắn phóng từ mặt đất và đó sẽ là biện pháp đáp trả bởi vì chính Mỹ cũng đã thể hiện sự nhanh nhạy rất đáng khâm phục khi vào mùa hè năm ngoái đã cho thử nghiệm hai tên lửa hành trình có tầm bắn hơn 500 km. Chính vì vậy mà vẫn theo tờ Military Watch sẽ rất logic nếu cho rằng các kỹ sư của Nga làm việc tại phòng thiết kế thử nghiệm Zekaterinbus mang tên Novato đang tìm cách kéo tên lửa 3M14 lên bờ. Tuy nhiên, chuyện đó không phải là một bí mật quân sự. Mới tháng 2 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tuyên bố rằng ngay trong năm 2019-2020, Nga cần phải thiết kế ngay phiên bản mặt đất của tổ hợp tên lửa Kalib và rõ ràng là các công việc liên quan đang được thực hiện. Trong tương lai rất gần, chúng ta có thể sẽ là những người chứng kiến các lần thử nghiệm loại vũ khí này. Cũng dễ để hình dung được rằng các bệ phóng được sử dụng để phóng Kalib phiên bản mặt đất rất có thể lại là các thiết bị kỹ thuật của các tổ hợp tên lửa bờ bào hoặc là Batson hoặc là của tổ hợp tên lửa chiến dịch chiến thuật Iskander. Thêm nữa, từ giờ đến khi chương trình vũ khí quốc gia 2018-2027 kết thúc, sẽ có một phiên bản mới của tên lửa Kalib, đó là Kalib M. Nó sẽ được bố trí cả trên các tàu nổi và cả các tàu ngầm, cả trên các tổ hợp cơ động trên mặt đất. Tên lửa sẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều vì tầm bắn của nó sẽ được cho là lên đến 4.500 km hoặc là cao hơn rất nhiều trong lương của đầu tác chiến như một nguồn thạo tin từ Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Nga mới tiết lộ với hãng thông tấn TASS của Nga sẽ vào khoảng gần 1.000 kg. Phương án lắp đầu đạn hạt nhân cũng đã được tính tới. Vì vậy mà không có gì ngạc nhiên khi tờ Military Watch xếp Khalif vào nhóm vũ khí trên biển đáng sợ nhất. Và loại vũ khí này trong tương lai gần cũng sẽ được biên chế nhiều trên đất liền. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bài phân tích của tờ báo Mỹ Military Watch về chủ đề tên lửa Kalib của Nga là vũ khí trên biển đáng sợ nhất. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được những góp ý, phản hồi của quý vị và các bạn để kênh Phương Đông TV ngày một tốt hơn, đem đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích và có chất lượng hơn. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like và share để ủng hộ cho kênh Phương Đông TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.